Trong video này, mình xin chứng minh tất cả các video clip của anh Nhân Gà Vlog, người mà đã quay ông Thích Minh Tuệ ngồi trong những cái hốc đá rất là cô đơn, quạnh hiu, lạnh lẽo, trông rất là khổ hạnh, đều là diễn để mà xây dựng hình tượng một con người khổ hạnh. Tất cả chỉ là diễn để mà lùa gà, để mà lừa dối bá tánh. Vì sao mình nói tất cả các video clip của ông Nhân Gà Vlog đã quay ông Thích Minh Tuệ đều là dàn dựng giả tạo tại núi Sạn Nha Trang? Tại vì tại núi Sạn Nha Trang, nơi mà ông Nhân Gà Vlog đã quay ông Thích Minh Tuệ, đây không phải là một ngọn núi bình thường, mà trên ngọn núi này có cái trú xứ, có một cái giống như là cái chùa. Và ở trên đây được xây dựng hơn 10 cái thất. Và ông Thích Minh Tuệ thuộc cái tổ chức này. Ở trên đây người ta xây dựng hơn 10 cái thất cho tất cả các cái người nào mà muốn tu cái lối tu này thì lên trên đó tu. Và họ hoạt động có tổ chức, họ chiếm hữu nguyên cái núi Sạn Nha Trang để mà xây dựng các cái cơ sở tu tập cho ông Thích Minh Tuệ và đồng bọn. Thậm chí họ còn đóng cửa và mở cửa theo khung giờ quy định. Ở đây nhận thấy là khu vực thiền thất, xin dừng bước. Bây giờ theo mọi người thì là Nhân có nên tiếp tục đi vô khu vực này không ta? Bởi vì là xin dừng bước. Nhưng mà nếu như mà có một cái vị sư nào đang thiền trên này thì có lẽ là cái cổng này sẽ đóng lại đúng không? Nhưng mà ở đây Nhân thấy cổng được mở ra, và Nhân sẽ tiếp tục thôi. Đó, cách đây 4 năm là cái anh Nhân Gà Vlog này ảnh quay theo cái kiểu quay là khám phá, cho nên là tất cả mọi thứ trên núi Sạn lộ hết. Cách đây 4 năm là ở trên núi Sạn, theo cái clip của anh Nhân Gà Vlog này quay thì nó đã rất là tiện nghi rồi mọi người. Bây giờ tôi sẽ phân tích cái video clip của những con người thuộc cái tổ chức cũng Thích Minh Tuệ này luôn. Còn cái clip của anh Nhân Gà Vlog này tôi sẽ quay lại, tôi phân tích sau ở cuối video. Đó, đây là chiếc clip cách đây 3 năm của những con người thuộc tổ chức của ông Thích Minh Tuệ. Có lẽ lúc này họ quay như vậy, họ đăng lên để họ thu hút mọi người vào đó mà tu. Bây giờ chúng ta đi phân tích nha, cùng chiêm ngưỡng, cùng nghe những cái lời từ những con người thuộc tổ chức của ông Thích Minh Tuệ. Họ review cái núi Sạn Nha Trang nơi mà ông Thích Minh Tuệ tu tập. Đó, đây là cái chú xứ. Ở trước có một con ngựa. Đây là phòng khách. Đây là khu thờ. Có một tượng Thích Ca và ảnh của Chư Lão. Không biết rằng họ có thực sự tu theo cái đường lối của Trưởng Lão Thích Thông Lạc hay không, hay là họ chỉ mượn danh của Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Toàn bộ sách của Chư Lão và kinh Nikaya. Và bên đây có một cái thất. Hay là họ chỉ mượn danh của Trưởng Lão Thích Thông Lạc để mà tu những cái pháp tu riêng, rồi thu hút tín đồ và để mà thực hiện cho những cái ăn mưu của họ. Chứa nước dùng để bơm nước từ nước Công Tên lên trên các khu thất ở trên đỉnh núi. Đó, mọi người thấy nó tiện nghi chưa? Có cả bồn chứa nước để mà tải nước lên, ra đây là lên tuốt ở trên đỉnh của núi Sạn. Chứ giờ không phải là khổ hạnh lên tuốt ở trên núi, không có nước giống thất. Như ông Thích Minh Tuệ và ông Nhân Gà đã nói. Đường dẫn lên cái thất đang xây. Dưới là cái nhà vệ sinh của nhà khách. Nên cái thất này sẽ xây cái loại gạch cách âm. Ở trên cái núi Sạn này có tổng cộng hơn 10 thất. 90%. Chỉ chờ lắp cửa nữa. Điện nước đã bắt hết rồi. Ngồi mà đừng đi cẩn thận lót mình gặp. Mình sẽ lên tiếp một cái thất cũng đang xây. Tại vì ba cái thất này ở thấp ở dưới cho nên là sợ tiếng ồn. Người ta đầu tư xây bằng gạch cách âm đàng hoàng nha. Bằng đúc bằng xi măng. Ở chính giữa là xốp. Đây là cái thất đây nè. Mình xây cũng hoàn thành 90%. Đó, người ta đang bắt. Đó, mọi người thấy chưa? Còn đây, đây là cái nơi ngồi thiền. Thầy ở đây, nhưng mà do thợ hồ người ta làm nên ồn. Đó, mọi người thấy không? Những cái hốc đá này chính là nơi chỉ đỡ ngồi thiền. Còn họ ngủ là họ ngủ trong những cái thất. Ông Nhân Gà Vlog và ông Tuệ chỉ quay đâm chiêu vào cái những cái hốc đá này, mình thấy khổ cực. Nhưng mà sau lưng nó
là những cái thất đầy đủ tiện nghi. Đường này sẽ dẫn lên tiếp một cái thất của một thầy nữa đang tu trên đây. Những cái hốc đá là chỉ để ngồi thuyền. Chính cái anh mà nằm trong cái tổ chức này anh cũng nói đó đá. Tất cả các cái hốc đá là dùng để ngồi thuyền chăm mát. Đây là chỗ ngồi thiền. Ở trên đây thì cũng có một cái giường. Ở trong những cái hốc đá dùng để ngồi thiền để tịnh tâm mà có điện cả đài đàng hoàng luôn. Anh đây có một cái nơi để ngồi thiền nữa. Trên đây có một cái thất là bằng tôn. Tiếp theo là cái thất thứ 6. Trong thất có đó, cái sân điện nước là đầy đủ, kéo lên tận ở trên đỉnh núi luôn. Chứ không phải là như ông Nhân Gà Vlog với ông Minh Tuệ là coi như là phải mua cái đèn gì. Cái thất sẽ có bên hông là cái đường đi kinh đó, hông. Đó, điện nước là đầy đủ, kéo lên tận ở trên đỉnh núi luôn. Đây là đường qua cái hang hồi nãy. Ở đây thì hệ thống dây điện và nước đều dẫn lên tới tận đỉnh núi nên rất là dễ dàng và thuận tiện cho các thầy tu. Chứ không phải là như ông Nhân Gà Vlog với ông Minh Tuệ là coi như là phải mua cái đèn gì, cái đèn automatic gì đấy, rồi phải mang nước đồ lên diễn. Mọi người thấy không, cách đây 4 năm ông Nhân Gà ông cũng từng đến đây, ông quay rồi, ông biết rồi, ông lên ông quay. Người ta sống rất là tiện nghi. Tí nữa cuối clip tôi phân tích clip của ông Nhân Gà Vlog cách đây 4 năm cho mọi người xem. Vậy mà cách đây 1 năm, cách đây 7-8 tháng, ông lại diễn. Ông mang cái bình nước lọc trên vai, ông mang lên tận đỉnh núi cho ông Minh Tuệ. Rồi ông mua những cái đèn automatic, ông đem lên cho ông Tuệ. Ông làm như ông Minh Tuệ là sống ở trên đó là không có nước, sống ở trên đó là không có điện. Mọi người thấy trấn trợn chưa? Thầy, nhưng lát nữa mình sẽ xuống mình quay. Cái đường này, đường đi lên của Linh Thất, của một sư bên khất sĩ, học tiến sĩ bên Ấn Độ về. Cái anh này, anh nói là cái thất ở trên đó là anh không có quay, của một cái người theo họ khất sĩ mà đi du học ở Ấn Độ gì à? Tôi nghi quá, đi du học tiến sĩ. Ai vậy? Ai đi du học tiến sĩ nước ngôi gì à vậy? Tôi nghi quá, chắc ông Tuệ quá. Mẹ thầy con là mẹ thầy Minh Đức á. Thế thầy Minh Đức là vì cùng quê Hà Tĩnh với nhà con. Rồi thầy cùng đi học là tiến sĩ là ở nước ngoài, trong thầy gặp là cái Pháp Trưởng Lão đó, là Pháp Nguyễn Thủy á. Thầy bỏ tất cả công danh sự nghiệp là thầy đi theo con đường nào. Mà con về thương mẹ. Ở đó được bao nhiêu người? 7-8 người. Ai? Ai? Ai mà đi du học tiến sĩ vừa mà đến đó tu? Sao mà giống trùng khớp trùng hợp vậy? Giống ông Tợ quá vậy. Cái ụ nước. Ụ lọc nước uống nhà cha buổi xưa. Cái nóng lạnh. Tiếp theo là một cái ụ nước, nước nóng nước lạnh rất là tiện lợi. Cái video này quay cách đây 3 năm nè. Mà cái ụ nước đó là cũng thời điểm của ông Nhân Gà nè. Có ụ nước nóng nước lạnh luôn, ở giữa đó luôn, cho tất cả mọi người dùng chung luôn. Nắng thì mình xuống đây mình ngồi thì sẽ rất là mát. Đa phần các thầy tu ở đây thì không ai dùng tới quạt máy. Giờ sẽ đi lên mình. Mà hà cớ gì ông Nhân Gà ông phải mang một cái bình nước nặng mang lên núi cho ông Tuệ, rồi ông phải mua những cái đèn automatic. Có thể là ông muốn làm dễ đỡ mọi người cảm thấy cảm phục ông, rồi nghĩ ông là người tốt để mà thả tim thả lai ông câu viên. Cái thầy ngồi tĩnh tâm. Đây là nhà tắm chung dành cho thất và những cái hang. Hay là ông nhận một cái hợp đồng gì đó để thể hiện cái sự khổ hạnh của chúng ta dưới đây. Thì ở trong hang rất là mát và yên tĩnh. Đó, cái anh này nói rõ ràng đó, những cái hốc đá là để xuống ngồi thuyền nghỉ ngơi cho nó mát. Chứ không có ai mà ngủ tại cái hốc đá đó cả. Cái thất dừng tạm để ngồi ăn cơm và tĩnh tâm. Còn đó, ở giữa núi còn có cái nhà tắm công cộng luôn. Mọi người nghe cái này nha. Chùa này là của một sư bà cũng lớn tuổi. Đài thọ xây thất cho các thầy, các sư tu tập theo pháp môn của Đức Phật nhờ Trưởng Lão Thích Thông Lạc triển khai. Mọi người nghe thấy rõ chưa?
chùa, cái nơi này, cái núi sạn Nha Trang này, tất cả cơ sở vật chất được đài thọ để mà tu theo cái đường lối nguyên thủy chân như. Vậy thì có phải là 13 hạnh đầu đà không? Có khổ hạnh dữ chưa? Được đài thọ điện nước thất. 13 hạnh đầu đà là không có nhận đài thọ. Nè coi nè, cái khe đá mà ông Tuệ hay ngồi qua clip nè. Thì ở đây các thầy sáng 7 giờ thì ôm bác xuống như thành phố khất thực. Và về 10 giờ thì bắt đầu dùng ngọ. Hôm sau lại tiếp tục đi khất thực. Ở đây là một cái liều dựng tạm chứ không phải là ngồi trong đấy, chỉ là dựng tạm mà cũng được ha. Nằm ở trên cùng của đỉnh núi. Đây là một cái thất, cũng dự định là xây thất nhưng mà chưa đủ kinh phí nên là chỉ để những cái đồ lặt vặt đây. Đây là cái thất gỗ. Cái thất thì cũng đều giống nhau, kích thước thì cũng nhỏ thôi, không có lớn. Bên đây là một cái thất của vị sư bên Phật sĩ hồi nãy mà cái đường đi lên mình đã nói. Ngoài đây là một cái toilet. Các nhà vệ sinh đều có lavabo và bồn cầu. Rất là tiện nghi, đầy đủ, khổ hạnh dữ chưa? Đi xuống đây ta sẽ có một cái chỗ dành cho các thầy để tĩnh tâm, để không có ai làm phiền. Đây, đây là tảng đá. Buổi trưa nắng hay là trời những mùa ngày mùa hè thì xuống những chỗ này thì rất là mát mẻ. Thì toàn bộ thất và điện nước ở đây thì đều được chùa. Chùa này là của một sư bà cũng lớn tuổi. Đài thọ xây thất cho các thầy, các sư tu tập theo pháp môn của Đức Phật do Chứng Lão Thích Thông Lạc triển khai. Trên đây là một khe, khe đá. Có người vẫn ngôn cố nói những cái điều vớ va vớ vẩn để mà biện minh trong Thích Minh Tuệ. Ông Tuệ, ông tu tại núi Sạn Nha Trang, chính ông cũng nói ông ở đó, ông ở đó cả cái mùa mưa là ông ở đó, còn cái mùa nắng là ông mới đi. Nhưng mà ông đi đâu biết không? Ông đi xe đò, chính ông nem nói. Ngay từ lúc đầu á thì Minh Tuệ đi á thì vẫn theo quá gian xe, tức là đi xe, ví dụ như đây về thành phố thì có khả năng thì sẽ cũng theo đón đường xe, đồ chặn xe đi dọc đường. Dạ. Đó, chứ không phải là đi bộ không. Ủa vậy ông đi xe đò chi? Ông đi xe đò ông đi đâu? Nếu mà ông đi ấy, là ông đi bộ, là mới thật sự là tu khổ hạnh. Khi mà ông trèo lên xe đò ông đi thì dĩ nhiên ông phải có mục tiêu, đúng không? Chứ đi đâu? Trừ khi đi bộ, mình đi bộ là kiểu như mình đi khổ hạnh, để mình tu 13 hạnh đầu đà thì nó khác, nó có ý nghĩa. Còn khi ông bước lên xe đò, dĩ nhiên giống như mình cũng vậy, không lẽ mình bước lên xe đò mình đi vô định vô hình. Ông phải có một cái mục tiêu nào để ông đến Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hà Nội, chứ không lẽ ông bước lên xe đò để ông đi vô định vô hình. Ông phải có cái mục tiêu. Nếu mà ông đi bộ, ông đi vô định vô hình thì tôi còn tin được, chứ ông đi xe đò là không có vô định vô hình. Có phải là ông đi đến các cái trú xứ không? Giống như một cái người giao liên, ông đi đến các cái trú xứ không? Các cái trú xứ của ông Thích Nhân Tánh không? Ông Thích Nhân Tánh này, cái tập đoàn này, họ có rất là nhiều trú xứ rải rác từ Bắc chí Nam. Hoặc là ông đi thăm bạn, thăm bè ông, chứ ông đi đâu mà đi xe đò? Ông đi xe đò thì ông đi cái hạnh gì? Ông tu được cái gì trên xe đò? Đúng không? Ông đã nói ông đi tu 13 hạnh đầu đà, điện thoại ông cũng quất, cha mẹ ông cũng bỏ, ông không liên hệ với ai để ông tu cho nó đạt đến cái niết bàn của ông. Vậy thì ông lên xe đò ông đi đâu? Mục đích ông đi đâu? Mục tiêu ông đi đâu? Nhắm đến chỗ nào? Trừ khi ông đi bộ, ông đi vô định vô hình, ông đi mệt, ông ngủ, giống như là cuộc đời ông nó cứ nó trôi dạt thì còn được. Còn đằng này, ông bước chân lên xe đò thì dĩ nhiên ông phải có mục tiêu. Ông phải có hướng đến, đi đâu, đi gặp ai, ông đi làm cái nhiệm vụ gì. Có phải là ông đi giao liên giữa các cái trú xứ với nhau không? Mọi người đừng có biện minh nữa. Ông Minh Tuệ từ
Từ khi mà ông gặp ông Nguyên Tánh là bắt đầu là ông xuống đó, ông Nguyên Tánh cử ông xuống đó đó, ở đó cố định ở đó, tất cả đệ tử của ông Thích Nguyên Tánh, tất cả một số đệ tử của Tu Viện Chân Như là đến đó tập trung, đến đó mà ở đó đó, ở đó mà được hưởng cái sự đài thọ của những cái tổ chức đó đó. 6 năm này nhìn đây, coi đây, có hình ông Tuệ không? Cách đây 2 năm cũng là cái tổ chức đó tự đăng lên này. Ông Tuệ đó cho ai nữa, phải ông Tuệ không? Nếu ông Tuệ không thuộc tổ chức đó, người ta đăng ông lên làm gì? Tự nhiên cái tổ chức của người ta, người ta đóng cửa đóng cổng, ông tự do tự lập, ông không thuộc tổ chức của họ, ông đơn lẻ, ông nhào vô được nè, ông phải thuộc tổ chức của họ chứ. Như ví dụ một người nào đó tự nhiên cái nhào vô đấy, tự nhiên vô được nè, thấy ông nhân gà vô lóc, ông quay ông đóng cửa đóng rô đàng hoàng nha, không phải ai vô cũng được đâu. Người ta mở cửa đóng cửa cái dơ, nó giống như một cái chùa vậy, một cái riêng biệt vậy á, chứ không phải là núi sàn để ai muốn lên lên, muốn xuống xuống đâu. Rõ ràng ông nhân gà vô lóc ông đang đấy. Nếu mà ông thuộc tổ chức của họ thì họ đang ông lên chi đó. Các thầy tu tập tại núi sạn Nha Trang cách đây 2 năm nè. Thấy chưa? Thấy ông Tuệ chưa? Còn ông Tuệ là một cái đối tượng rất là giỏi xã giao, không bao giờ tịnh khẩu. Ông đến đó, ông sẽ bắt tay nói chuyện, ông kết nối, kết giao rất là chặt chẽ, rất là sâu đậm. Chứ không phải một mình ông mà ông bước vào đó, ông sống đơn liễn mình ông đâu. Khi mà ông ra, ông nổi tiếng ra, mọi người thấy cái phong cách của ông là mọi người biết. Ở đây bây thấy giờ tôi là sẽ phân tích cái clip của anh Nhân Gà Vlog cách đây 4 năm vừa cái núi sàn Nha Trang bước. Nha. Bây giờ theo mọi người thì là Nhân có nên tiếp tục đi vô khu vực này không ta? Bởi vì là xin dừng bước. Nhưng mà nếu như mà có một cái vị sư nào đang thiền trên này thì có lẽ là cái cổng này sẽ đóng lại đúng không? Nhưng mà ở đây Nhân thấy cổng được mở ra, và Nhân sẽ tiếp tục thôi. Hy vọng là sẽ không đắc tội với những người tu hành ở trên này. Chỗ nào mà càng cấm thì mình lại càng tò mò. Đó, y chang không? Y chang con ngựa đó không? Đó, cái lúc này là ảnh là cách đây 4 năm, là nó có làm sao ảnh quay như vậy. Thấy cái thác không? Khu vực trên cao này là dành cho các thiền sư. Dạ, con chào sư. Dạ, con đi tham quan chùa sư. Hồi nãy giờ con leo cao quá mệt. Lần đầu tiên đến chùa. Dạ. Chủ nhân đây. Dạ, dạ ở Diên Khánh. Cho con lên trên được không thầy? Lên nghỉ mệt. Dạ. Bữa nay ấy, bữa nay tới chú mấy sư đi hết. Dạ. Năm số sư ở đây mà. À là cái con thấy ở dưới là chữ thiền á, là mình ở trên này mình thiền hả thầy? Tu theo hành Phật kê cũng thiền. Nói chung thì thiền. Dạ. Nước chú dùng. Dạ. Là hiện tại là mình đi lên trên nữa là còn không thầy? Lên trên đỉnh núi là có một thầy trên đó. Dạ, thầy lớn chưa sư? Có một cái cốc. Chù chè, hai ba cái bình inox bự tổ chảng hen, khổ dữ hen. Phải mang bình nước lọc từ dưới đất lên hen. Dạ không, con đang quay phim. Ui, con liêu. Hơi mệt thầy. Vâng. Thầy đang nấu ăn à? Dạ con mới xin ở dưới rồi à, chỗ cái thầy dưới đó. Chỗ thầy là cuối cùng như thầy. Con lành cành đào hen. À. Khổ quá. Trên núi sạn Nha Trang này khổ quá. Vì không có nước, không có, khổ quá. Mọi người thì rất là may mắn cho Nhân là khi mà lên núi thì gặp được thầy. Thầy mời Nhân ăn cơm chay mọi người. Cảm thấy rất là ngon luôn. Cái này là rau rau gì cũng quên mất rồi thầy.
bông lý. À cái này là bông lý nhá. Canh chay. Canh chua. À, canh chua chay. Nói chung là tất cả là đều là đồ chay. Mình rất là thích luôn mọi người. Lâu lắm rồi mình không có ăn chay. Còn đó, là ở trên cái núi sạn này là dường như là cái tổ chức của ông Thái Minh Tệ đã chiếm hữu. Vì rõ ràng mình thấy được họ đóng cửa, họ có cái cổng, không phải ai muốn ra, ra muốn vô. Và họ mở cửa, họ đóng cửa cả giờ nữa. 12 giờ rưỡi là họ đóng cửa. Ok, mời tất cả mọi người ăn trưa nha. Cửa. Sư cô là sẽ đóng cửa vào lúc 12 giờ kém và sẽ mở cửa lại là lúc 2 giờ chiều. Vì vậy mà bây giờ nhân phải tranh thủ, nhân phải xuống núi mọi người. Đó mọi người thấy chưa? Trên cái núi sạn Nha Trang này được xây dựng rất là quy mô. Bản thân của ông Nhân Gà Vlog, ông cũng đã từng đến đây cách đây 4 năm. Và ông cũng từng biết rằng ở đây có cái cổng, không phải ai muốn lên, lên muốn xuống, xuống. Mà người ta mở cửa, đóng cửa, ông cũng biết được cái khoảng thời gian đó luôn. Thì dĩ nhiên ở trên núi sạn Nha Trang này là một cái tu hành, nó có cái tổ chức. Chứ không phải là tự phát, chứ không phải là những người tu hành mà đi lên trên đó, lặng lẽ lên trên đó mà tu khổ hạnh khổ cực. Họ có điện, có nước, họ có tổ chức, họ được tài trợ. Chứ không hề khổ hạnh như tất cả các cái video clip mà ông đã quay, ông Minh Tệ ở trong những cái hốc đá kia. Tất cả đều là dàn dựng. Không biết rằng ông quay như vậy là vì ông muốn lấy lòng khán giả. Ông muốn mọi người tò mò xem để ông câu view, câu like. Hay là anh nhận hợp đồng để lên sơ để dựng một bộ phim khổ hạnh trong Thích Minh Tệ. Mong rằng tất cả mọi người đã xem được các clip của mình, đã nhìn nhận được cái con người thật của ông Thích Minh Tệ. Thì mong mọi người hãy giúp nhau, cùng nhau lên tiếng để đồng bào mình, để dân tộc mình không còn bị dắt mũi bởi bọn truyền thông bẩn và bọn tà ma ngoại đạo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.